mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sư phụ, lão sư phụ, trời nắng to như vậy mà vẫn phơi đồ khô hả? Trời nắng không phơi, đợi trời mưa rồi phơi sao? Sư phụ à, ngài là trụ trì của chùa này hả? Thầy ấy đang bận. Thầy đang bận phơi gì? Phơi đồ khô. Xin sư phụ vẫn còn làm đệ tử, đồ cho xuất gia. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy nói chuyện nghe rõ hơn. Muốn xuất gia, hai vị là con nhà giàu có, cảm thấy chùa chiền là nơi mới lạ, xuất gia rất vui chứ gì? Trước lão hiểu lầm rồi, quý đệ con bỏ nhà đi 3-4 ngày nay rồi, ăn gió ngủ sương, thành tâm quy y cứu Phật, tuyệt không đùa giỡn. Vì sao lại muốn xuất gia? Giận cha giận mẹ, nhất thời không lối thoát, hay muốn thoát ly trách nhiệm với xã hội, bi quan chán? Dạ không phải, đệ tử xuất gia, một là muốn liễu sanh thoát tử, hai là gì để cứu độ chúng sanh, ba là để tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Khẩu khí lớn quá, ở đây không có Phật pháp để học, chỉ biết tụng kinh lại Phật, cuốc đất trồng trọt. Muốn học Phật pháp thì đi chỗ khác đi. Sư phụ à, câu sư nổi tiếng đạo phong nghiêm túc, tu hành như pháp, sao lại không có Phật pháp để mà học chứ? Lão sư phụ từ bi, nhưng chúng con làm đệ tử quy y Phật tổ. Tin hay không tùy ngươi. Trưởng lão Diệu Liên hiện đang nhập thất, ta lại không nhận đệ tử, xin về đi. Nếu trưởng lão không bằng lòng, con sẽ quỳ cho gãy hai chân cho tới hết hơi. Dạ đúng. Muốn quỳ thì đến chỗ khác mà quỳ, ta còn phải phơi đồ khô nữa. Lão sư phụ đừng làm vậy mà. Đi đi. Quỳnh à, lão hòa thượng này sao lại như vậy chứ, không hề có chút tâm từ bi. Lần này thì tiêu rồi, ngay cả tiền để trở về cũng không có, làm sao mà về đây? Quỳnh sẽ không về đâu, muốn về thì để cứ về đi. Nhưng mà người ta không có nhận mình, hay là chúng ta đến chùa khác thử xem. Quỳnh nghĩ chùa nào cũng vậy thôi, xuất gia là việc làm của đại trượng phu, trừ phi đạo tâm kiên cố chưa được thử thách, bằng không sẽ chẳng ai chịu nhận mình đâu. Làm thế nào để cho người ta biết được đạo tâm của chúng ta kiên cố, chịu đựng được thử thách chứ? Đi. Ê Quỳnh, 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 Quỳnh làm gì vậy? Chúng ta sẽ quỳ ở trước cổng chùa. Quỳ? Ý trời, Quỳnh à. Nếu thầy công nhận chúng ta không đứng dậy. Ê trời, Quỳnh à, bụng của em đang đói nè, chẳng chưa ăn cơm mà. Quỳnh, Quỳnh. Ê, trời ơi. Quỳnh à, hay là chúng ta tìm chút gì ăn cho no bụng đi, sẽ có tinh thần, khi đó chúng ta quỳ cũng không bụng mà, đúng không? Quỳnh à, đứng dậy đi, đứng dậy đi mà. Thuốc này đắng thiệt. Những người phái đi thăm dò đều trở về hết rồi hả? Bẩm lão gia, đều trở về rồi. Tiền châu không có thì đi đến nơi khác tìm xem sao. Hay là gửi cho vị lão gia thêm một bức thư nữa hỏi xem. Qua một thời gian nữa rồi hãy tính. Trời đất mẹ ơi, cuối cùng thì cũng đóng cửa rồi. Quỳnh, mau đứng dậy đi, trời tối sẽ chẳng có ai nhìn thấy đâu. Quỳnh. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung.
Trời đất mẹ ơi, cuối cùng thì cũng đóng cửa. Quỳnh à, mau đứng dậy đi, trời tối chẳng có ai nhìn thấy đâu. Quỳnh à, Quỳnh à, đợi đói bụng qua cả mắt mũi luôn rồi, đi kiếm chút gì ăn trước đi có được không? Tối như vậy đi đâu mà tìm chứ, để ngủ một chút trước đó. Sao các cậu phải khổ như vậy chứ? Lão hòa thượng có bằng lòng thì chúng tôi quỳ chết cũng không đi. Cuộc sống của người xuất gia không có sướng đâu. Chúng tôi đến đây để rèn luyện. Quỳnh à, ăn cháo thôi. Quỳnh à, ăn cháo đi. Sư phụ. Sư phụ, sư phụ suốt đêm mày không ngủ. Ai nói ta ngồi là không ngủ được? Thí chủ quỳ trước cửa chùa. Họ thích quỳ cứ để họ quỳ, tâm không kiên cố thì không thể làm người xuất gia. Đi, thầy trò chúng ta cùng đi phơi đồ. Nhanh lên, nhanh lên, thu đồ khô vào. Sư phụ, mặt trời vẫn chưa khuất núi. Sắp mưa rồi, thu mau đi. Quên, còn quỳ nữa hả? Quên à, quên không muốn sống nữa hay sao? Những vị hòa thượng này bình thường chẳng phải nói đại từ đại bi sao? Bây giờ sao mà tàn nhẫn quá vậy? Quên à, họ đến rồi kìa. Quên, quên à, quên. Vào thứ nhất, nguyện đoạn tất cả ác. Vào thứ hai, nguyện tu tất cả thiện. Vào thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Ha ha ha, 问什么的说。